Mùa bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và ngày hôm nay thì em đang có mặt tại Việt Tuấn Auto, địa chỉ đơn vị là 562 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Các bác quan tâm về mẫu xe nào trên đây có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ đầy đủ cho anh chị bạn có thể tham khảo. Với chiếc xe ngày hôm nay em muốn giới thiệu đó là chiếc xe Lexus RX 350, xin lỗi chị bạn là RX 300, người đàn em của RX 350. Chiếc xe sản xuất là 2018, nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Có ngoại thất là màu nâu, nội thất màu kem. Lăn bánh với quãng đường là hơn 40.000 km. Có trang bị full đầy đủ các tính năng option như là chìa khóa thông minh, đầy lổ, đèn bi. Rồi kết hợp với giải đèn LED. Các chất liệu bên trong thì có trang bị bọc da ốp gỗ cao cấp Shimamoku trên táp lô và vô lăng. Ghế chỉnh điện 12 hướng nhớ với 3 vị trí. Màn hình trung tâm 8 inch. Với hệ thống giải trí âm thanh vòm 12 loa. Kết hợp với gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ với rất nhiều các công nghệ an toàn. Ở chiếc xe này thì nó kém hơn RX 350 một số chi tiết. Đấy, các chi tiết về phần cốp đấy, các bác có thể thấy qua thì nó cũng vẫn còn rất là đẹp. Phần nốt sơ cua đây. Đấy, chủ xe thì đã trang bị thêm một nốt thảm trải sàn rồi anh chị ạ. Đấy, chi tiết các 10 mẫu xe này anh chị và cần xem kỹ hơn, hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin đầy đủ cho các bác có thể tham khảo về mẫu xe này. Một mẫu xe rất đẹp, có trang bị vách ngăn giữa khoang hành lý và khoang hành khách. Ở RX 300 thì nó cũng và RX 350 đều cũng được trang bị cốp điện với hệ thống đèn LED. Phía bên trong đây thì nó chỉ thiếu như là các tính năng như cam 360 rồi là hắt kính. So với cái kém hơn với bản 350 anh chị nhé. Đây là vô lăng, cái những cái phần cửa ở hàng ghế thứ hai đây, nó có trang bị rèm che nắng và những cái chi tiết táp ly táp lô của chiếc xe. Nó vẫn rất đẹp, chất lượng ghế da rồi bọc gỗ của chiếc xe. Đấy, không gian hàng ghế thứ hai thì cũng không khác gì nhiều với phiên bản RX 350 cả, đều có trang bị ghế gập điện cả. Chất lượng ghế da thì cũng rất là hoàn hảo. Với dòng xe Lexus thì chất lượng ghế da ngồi rất là thoải mái và dễ chịu. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan về phần cánh lái. Ở những phần cánh lái thì hãy quan sát về phần keo chỉ ốc ác này. Mọi chi tiết vẫn còn nguyên bản. Phần táp ly cánh cửa này, rồi nhớ ghế. Đấy, các bác có thể thấy những chi tiết của chiếc xe nó vẫn còn giữ được trong tình trạng rất đẹp. Đây là VIN năm sản xuất của chiếc xe nhé anh chị nhé. Em quay rất rõ để anh chị bạn có thể thấy. Với những chiếc xe em thì em công khai rõ ràng anh chị và các bạn, xe nó có như nào quay như vậy. Và khi anh chị và các bạn quan tâm thì hãy ủng hộ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ hỗ trợ thông tin đầy đủ và gửi cho anh chị và các bạn mức giá tốt nhất. Vô lăng bọc da tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Rồi màn hình giải trí cũng có trang bị đầy đủ. Màn hình này nó nhỏ hơn bản RX 350. Và đây là anh chị có thể thấy qua thì nó có các chế độ lái cũng như là các chế độ lái tiết kiệm. Đấy, tính năng công nghệ thì vẫn còn rất là đầy đủ. Và với chiếc xe Lexus RX 300 sản xuất 2018, nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, lăn bánh quãng đường hơn 40.000 km, hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ với 2 tỷ 850 triệu, còn thương lượng và có hỗ trợ trả góp cho các bác nào đang có nhu cầu. Để rõ thông tin cụ thể, anh chị và các bạn hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ quay qua phần máy móc cho anh chị và các bạn có thể tham quan qua. Còn cần chị rõ chi tiết chỗ nào thì hãy liên hệ em sẽ chụp lại hoặc em video call anh chị và các bạn cùng trao đổi những cái thắc mắc của em. Đấy, một mẫu xe nó sử dụng khối động cơ là 2.0 cho cái khả năng vận hành trong phố rất là mượt mà. Đấy, xin chào anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi.